Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Sugar Cartoon. Nếu các cậu vào đây vì cái title video này thì mắc lừa rồi nha. Trong video này chúng tớ và các cậu sẽ cùng nhau điểm lại top các tập phim hoạt hình làm về những cú troll trong các bộ cartoon huyền thoại được phát sóng vào ngày cá tháng 4 nha. Không chần chừ nữa hãy cùng bắt đầu video rồi nào. Let's go. 1. The Simpsons. Chẳng phải nói nhiều về series hoạt hình huyền thoại này rồi. Đương nhiên trong series này có rất nhiều những trò hề ngớ ngẩn được tạo ra từ các nhân vật như Homer, Bart, chứ không riêng gì đến ngày mùng 1 tháng 4 mới xuất hiện. Tuy nhiên những người sáng tạo ra series này cũng rất biết cách chơi đùa với tâm lý người xem bằng những thước phim cười không nhặt được mồm vào cái ngày mà ai ai cũng trêu đùa nhau mà không phải đi làm lại hàm răng. Tập phim đáng xem nhất chính là So It Come To This, A Simpsons Clip Show, tập 18 season 4, phát sóng vào ngày mùng 1 tháng 4 năm 1993. Câu chuyện bắt đầu vào ngày cá tháng 4, người cá nhây nhất trong nhà không ai khác chính là ông bố Homer. Ông ta đã tìm cách chơi khăm đứa con trai Bart của mình suốt cả ngày, bao gồm việc dán băng keo lên mắt trước khi anh ta thức dậy và đặt sữa chua vào tủ lạnh để Bart uống nhầm. Bart rất cay cú và ấm ức, tức giận vì vô số thủ đoạn hơi bị hèn hạ của ông già. Cậu ấy đã nghĩ ra một âm mưu để cố gắng trả thù. Được biết bố Homer rất thích uống bia nên nhanh trí, Bart đã cố gắng lắc nó lên thật nhiều. Cậu còn ra tận cửa hàng để lắc lon bia sao cho nó rung lên như lon bia biết nhảy. Đặt bia vào tủ lạnh, Bart quay lại phòng khách cố gắng vặn điều hòa lên mức nóng nhất. Điều đó còn khiến cho đồ đạc trong căn phòng chảy hết ra. Cuối cùng thì ông bố Homer cũng phải xách cái mông đến tủ lạnh lấy bia hơi ra uống. Khi lon bia được mở ra, nó dẫn đến một vụ nổ lớn gần như phá hủy ngôi nhà. Ngay khi Bart chưa kịp nói câu, cú nổ lớn khiến Homer bị thương rất nặng. Xem đến đây thì đúng là không thể nhặt được mồm vì trò chơi khăm cực khắm của Bart dành cho bố mình. Câu chuyện chưa dừng lại ở đó, Homer đã ngay lập tức được đưa đến bệnh viện. Tiến sĩ Hibbert thông qua trò đùa ngày cá tháng 4 độc ác đã giải thích rằng Homer vẫn còn sống nhưng anh ta có thể không bao giờ đi lại được nữa. Ông bác sĩ giải thích một số khía cạnh về sức khỏe của Homer và những vết thương mà anh ta phải chịu trước khi Marge nhận ra anh ta. Trong đến khi thăm họ, Barney sau đó cố gắng xoa dịu nỗi đau của Homer bằng cách bóp nghẹt anh ta bằng một chiếc gối và trốn thoát, khiến Moe nghĩ rằng anh ta cần một người bạn gái. Khi gia đình đến thăm Homer, họ hồi tưởng về những sự kiện họ đã trải qua trong quá khứ, được chiếu dưới dạng clip từ các tập trước. Cuối cùng, Bart thú nhận rằng anh ta đã làm nổ lon bia. Homer tức giận thức dậy và bóp cổ con trai của mình, trong khi những người còn lại trong gia đình đứng cạnh giường nhẹ nhõm vì cuối cùng anh ta cũng tỉnh lại. Ngoài ra, ở phần cuối của câu chuyện, Marge nói với Homer rằng ngày hiện tại là ngày 16 tháng 5 và Homer đang hôn mê trong nhiều tuần và anh ta đã mất 5% não của mình. 2. SpongeBob SquarePants. Những kẻ ngốc trong ngày cá tháng 4 là tên của tập phim cũng hài hước chẳng kém của bộ phim hoạt hình SpongeBob SquarePants. Tập phim bắt đầu với việc SpongeBob thức dậy và nhận ra rằng đó là ngày cá tháng 4, cũng là ngày lễ yêu thích của SpongeBob. Chuyện chẳng có gì thú vị ngoài những trò đùa khá là ngớ ngẩn. Squidward đã đặt một cái bẫy dây phức tạp gắn vào một cái neo treo trên trần nhà và để một đống chất bẩn trên nền nhằm thu hút sự chú ý của SpongeBob. Khi SpongeBob dọn dẹp chúng, Squidward cắt đứt sợi dây chiếc mỏ neo nặng nề, khiến SpongeBob vướng chân vào dây, gây ra phản ứng dây chuyền, khiến anh ta bay xung quanh nhà hàng, kết thúc bằng màn hạ cánh trong một thùng rác. Squidward cười ha hả với anh ta, nhưng một SpongeBob bị tổn thương đã chạy ra khỏi nhà hàng và khóc. Hoang mang trước phản ứng của SpongeBob, Squidward gọi anh ta, nói rằng anh ta chỉ đùa và quay sang khách hàng để được đồng cảm. Nhưng các khách hàng kinh hoàng với trò chơi khăm của Squidward, họ thấy nó khá quá đáng và khó chịu. Squidward vội vàng khẳng định đó chỉ là một trò đùa. Nhưng khi nhìn xung quanh, những thiệt hại mà trò chơi khăm của anh ta gây ra cho nhà hàng, anh ta dần dần nhận ra rằng những trò đùa của SpongeBob thực chất rất hài hước, vô hại và có ý làm mọi người cười, trong khi trò chơi khăm của anh ấy chủ yếu là chơi ngu và làm tổn thương đến SpongeBob. Vượt qua cảm giác tội lỗi vô cùng, Squidward nhận ra rằng anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xin lỗi SpongeBob. Squidward thử cách khác để đi xin lỗi SpongeBob, bao gồm gửi cho anh ấy một lời xin lỗi cho một cái chai. Ngoài ra, xin lỗi SpongeBob ở xa thông qua hai chiếc lon được gắn vào một sợi dây. Cuối cùng anh ấy phải xin lỗi bằng cách đặt một quả bong bóng lên đầu để SpongeBob thực sự nghe thấy lời xin lỗi của anh ấy. SpongeBob hứa sẽ tha thứ cho anh ta, nhưng sau đó khi mở cửa ra, mọi người khác đang ở bên trong đằng sau anh ta và chứng kiến lời xin lỗi của Squidward. Tất cả đều nói April Fools cho Squidward. Màn lừa ngược này khiến cho Squidward không biết nói sao, cười trừ và bỏ ra về. 3. Family Guy. Tập phim April in Quahog là tập phim thứ 16 season 8, thông báo về phát hiện của Stephen Hawking về một lỗ đen mới ở rìa của hệ mặt trời. Trên bản tin địa phương, thông tin rằng ngày tận thế sẽ đến sau 24 giờ nữa, mọi người ở Quahog liệu sẽ làm gì để cố gắng sống trọn vẹn ngày cuối cùng của họ? Đó là một thông tin không đúng sự thật vì đó là ngày mùng 1 tháng 4. Ấy thế mà có nhiều kẻ nhân ngày gọi là tận thế để làm nhiều điều khá là bậy bạ. Đối với ngài Peter thì đánh cắp hẳn một con sư tử ở sở thú. Cả nhà quây quần trước TV khi đồng hồ đếm ngược những giây cuối cùng. Peter thú nhận với Louis rằng anh ta rất ghét cô và sự hiện diện của các con anh. Sau đó Meg,
Chris và Stewie cố gắng tránh nói chuyện với cha của họ. Cuối cùng, Peter phải rời đi để tìm mọi cách giành lại sự tôn trọng từ con cái của mình. Dành thời gian cho các con, Peter tìm hiểu sở thích của từng người nhưng không làm được và chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Sau khi ngày tận thế trở thành một trò lừa bịp tin tức, Peter phải bù đắp cho những đứa trẻ về hành động của mình vì những gì mà anh ấy đã nói ra và làm tổn thương người khác. Những nỗ lực ban đầu của anh ấy bị từ chối, nhưng anh ấy giải thích rằng chỉ vì anh ấy và các con không có nhiều sở thích, không có nghĩa là anh ấy không yêu chúng nữa. Khi họ vẫn không chịu tha thứ cho anh ta quyết định mua lại tình yêu của họ bằng cách mua một hệ thống trò chơi Xbox 360. Tập phim kết thúc với việc Peter chơi Call of Duty. Gia đình cuối cùng đã lại được gắn kết và yêu thương. Tập phim này cũng được coi là tập phim có ý nghĩa thực sự khi nó đặt ra cho ta một câu hỏi rằng thực sự nếu ngày tận thế đến thì chúng ta sẽ làm gì để sống trọn từng giây. 4. The Amazing World of Gumball. Nếu ở phần đầu tiên, ta thấy rất nhiều trò đùa cũng như những màn chôn nhau cười ra nước mắt, thì tập phim The Prank sẽ cho ta thấy ba bố con Richard còn hài hước hơn như thế nào. Chương trình hoạt hình Thế giới diệu kỳ của Gumball đã khuyến mãi cho người xem vào ngày cá tháng 4 những trò đùa cực kỳ hài hước. Cũng từ câu chuyện khơi ra từ người bố tốt, Gumball, Darwin và Richard đang ngồi ở bàn ăn. Gumball nhờ bố Richard cho xin ít đường, nhưng Richard cười khúc khích và thay vào đó là muối. Gumball rắc muối lên ngũ cốc của mình, rồi sau khi ăn một thìa, anh ta nôn lên mặt Darwin. Darwin cũng nghĩ rằng đó vẫn là đường, đã rắc thêm muối vào ngũ cốc của Gumball, nói rằng nó cần nhiều đường hơn. Gumball lấy một thìa ngũ cốc khác và lại ọe vào mặt Darwin. Richard bật cười vì trò chơi khăm với con mình, lại còn tuyên bố rằng đó là trò chơi khăm hay nhất từ trước đến nay. Đây chính là khởi nguồn cho những trò đùa tiếp theo đó. Gumball và Darwin đã nghĩ ra nhiều cách để trốn ông bố, từ việc tháo băng nghe để Richard ra ngoài, leo lên nóc nhà, cởi hết quần áo của bạn, chỉ lộ đồ lót của anh ấy, giả vờ rằng bạn là một diễn viên múa ba lê trong khi liên tục tự tát vào mặt mình rồi hét liên tục "Tôi là một diễn viên ba lê" và nhận ra rằng mình vừa bị chơi khăm, đi xuống nhà bằng ống khói. Chưa hết, trò đùa ấy còn trở nên cực kỳ nguy hiểm trong ngày hôm sau. Họ đặt người cha đang kính đang ngủ của mình lên một chiếc bè cao su và đẩy ông xuống sông, đưa ông ra biển. Cuối cùng, khi Richard trở về nhà trong một bộ dạng không thể thê thảm hơn, rồi đến khi xô đồ nặng rơi vào đầu ông bố, Gumball và Darwin mới nhận ra trò đùa của họ đã đi quá xa, khiến Richard thực sự dỗi, nổi cáu đến nỗi cắt đôi tấm ảnh gia đình, chỉ để lại mỗi ông cùng vợ Nicole và con gái Anais. Sau tất cả, hai bên đã xin lỗi nhau, Gumball và Darwin xin lỗi vì đã chơi khăm quá đà và Richard cũng xin lỗi vì đã bắt đầu những trò chơi khăm này. Như vậy, chúng tôi và các cậu đã cùng nhau xem lại những màn chôn hài hước trong ngày cá tháng 4 của các nhân vật hoạt hình cũng rất chi là hài cốt. Ngày cá tháng 4 năm nay, các cậu đã bị lừa mấy lần rồi? Kể câu chuyện của các cậu dưới phần bình luận để chúng tôi cùng vào cười chung nha. Đừng quên like, share và subscribe cho chúng tôi để có động lực ra thêm các video thú vị hơn nữa nhé. Ghé qua Fanstore mua áo và nhận ưu đãi giảm giá cực kỳ sốc nha. Còn bây giờ, Way to Wear out.